Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của thành viên chính phủ làm việc với các địa phương, đoàn công tác của chính phủ tiếp tục có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của thành viên chính phủ trong tháng 5 năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã đề xuất 27 kiến nghị với chính phủ, các bộ ngành trung ương trên nhiều lĩnh vực. Các đề xuất, kiến nghị của Bắc Giang đã được Bộ Công Thương và các bộ, ngành trung ương quan tâm, xem xét giải quyết, trong đó có cả những vấn đề trước mắt và lâu dài. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2023, những tồn tại, vướng mắc của tỉnh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt sấp xỉ 11%, trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng 13,97%, dịch vụ tăng 5,95%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 2,77%, thuế sản phẩm tăng 4,49%. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, tỉnh Bắc Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để tháo gỡ các nút thắt, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế xã hội. Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã thông tin về tình hình giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tỉnh tại kỳ họp trước, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của các bộ ngành, tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.